Vâng, xin chào buổi sáng đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại. Sáng nay, Vân sẽ tiếp tục tác phẩm Hành trình thuyền nhân của Nguyễn Vũ với tập 10 mang tên Nỗi khổ của một thuyền nhân, tác giả Thi Vũ Thảo Uyên. Bây giờ mình xin bắt đầu câu chuyện xem tác giả có những nỗi khổ vượt biển nào nha. Tôi bắt đầu viết những dòng chữ này trên một vùng đất xa lạ, không phải là quê hương. Những dòng chữ được kết tụ bằng đau thương và nước mắt. Giấy bút là những trang vở học trò còn trắng một mặt và những đoạn bút chì gãy nhặt được trong thùng rác của một ngôi trường làng. Tôi đã viết bằng một bàn tay lỡ lói chỉ còn ba ngón, kể lại cho đời biết cuộc hành trình thống khổ tìm tự do của một người con gái vượt biển, đã phải xa những chuỗi ngày bất hạnh khủng khiếp nơi xứ lạ quê người. Đêm hôm đó, những tiếng sấm sét nổ long trời như muốn xé tan màn tối bi kịch của đại dương. Cơn bão dữ dội vùi dập chiếc thuyền tị nạn nhỏ bé cho đến khi nó bị những cột sóng thần đập tan ra từng mảnh. Dưới ánh chớp, nhìn dáng chiếc thuyền ghe đã biến mất, chỉ còn sót lại trên mặt biển những mảnh ván, những đầu người đang sặc sụa, lặn hụp cùng những cánh tay chới với, vùng vẫy tuyệt vọng trong vùng nước bao la. Những tiếng la thất thanh kêu cứu tìm mẹ, gọi con bị át đi trong tiếng gầm thét, vang trời của gió bão. Tôi quờ quạng, ngụp lặn trong nước biển. Trong cơn sợ hãi, tôi vẫn còn đủ sáng suốt để nhớ tới Nhung, đứa em gái ruột 17 tuổi cùng vượt biển với tôi. Không biết nó còn sống hay đã chìm mất rồi. Chị Lụa ơi, chị đâu rồi? Tiếng gọi của Nhung khiến tôi mừng rỡ, bơi tới hướng gọi, gào lớn: Nhung ơi, chị đây nè! Dưới ánh sáng chớp, tôi nhìn thấy một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, đang bám vào một tấm ván nhỏ trôi lại phía tôi. Tôi nhào tới, ôm lấy tấm ván thở dốc. Tôi nhận ra cái đầu là em tôi. Tấm ván chịu sức nặng của hai thân người chìm xuống, Nhung vừa phun nước vừa nói lớn: Hai chị em mình cùng đạp phụ cho tấm ván nổi. Rồi chúng tôi cùng nhau đạp, người lạnh run cầm cập, cứ đạp như thế cho đến khi cơn bão dịu xuống rồi ngưng hẳn, biển lại im dịu với tiếng sóng lao xao. Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài màn tối ghê rợn đang bao quanh. Hai chúng tôi đều mỏi chân, ngừng đạp nước, tấm ván lại từ từ chìm xuống, chúng tôi lại đạp. Hơi thở hai chị em phì phò, tôi nói với Nhung: Chị nghĩ là mình thay phiên nhau đạp sẽ tốt hơn, người đạp người nghỉ để miếng ván còn nổi, nếu không sẽ bị chìm hết đó em ạ. Nhung nói trong hơi thở mệt nhọc: Vậy chị nghỉ đi, em đạp trước cho. Có tiếng quẩy nước bên phía Nhung, tôi buông thõng đôi chân để nghỉ ngơi. Nước biển ngập ngang vai, thân người tôi đâm đưa dưới nước. Chị ơi, gì đó em? Chị nghĩ có chiếc tàu nào đi qua đây để cứu vớt tụi mình không hả chị? Nghe Nhung hỏi, tôi không biết trả lời sao, vì chính đầu óc tôi hiện giờ cũng rất hoang mang khác chi nó. Tôi im lặng một lúc rồi khẽ nói: Có chứ, nhưng phải đợi tới sáng họ mới nhìn thấy tụi mình. Nhung nói đứt quãng trong hơi thở dồn dập: Cầu trời cho họ vớt mình. Thấy Nhung đã mệt, tôi bảo nó: Thôi em nghỉ đi, tới phiên chị. Tôi bắt đầu đạp, hai đứa chúng tôi im lặng. Trong không gian đen tối, chỉ còn nghe tiếng sóng xô nhẹ nhẹ, tiếng đạp nước của tôi và tiếng thở mệt nhọc của Nhung. Những ánh chớp vẫn lóe lên từ phía chân trời xa, dường như cơn bão đã di chuyển về nơi đó. Không biết ở vùng đại dương ấy sẽ lại thêm bao chiếc ghe vượt biển nữa bị nhận chìm như chúng tôi. Trời ơi, thế giới có ai hiểu được giá của tự do mà chúng tôi phải trả đắt như thế nào không? Vậy mà từng có nhiều chiếc ghe với những thuyền nhân tơi tả còn sống sót sau khi đã trải qua những nỗi kinh hoàng bão tố, đói khát và hải tặc, đã bị người ta xua đuổi thậm tệ khi đã cập được lên đất của họ. Gió lạnh thổi phơn phớt trên da mặt tôi. Trong ánh chớp, tôi thấy tóc tai Nhung ướt nhẹp, những lọn tóc rủ xuống từ đỉnh đầu như những vòi bạch tuộc đang bám chặt vào gương mặt tái mét của nó.
Sống ở vùng sông rạch Hậu Giang, cả hai chị em đều biết lội, nhưng trong hoàn cảnh sóng nước mênh mông này, chúng tôi không còn cách nào hơn là phải bám lấy mảnh ván để khỏi chết đuối. Tôi rùng mình chợt nghĩ đến lúc hai chị em tôi không còn có thể đạp chân hay bám lấy mảnh ván nữa. Mảnh ván vuông vức chỉ còn có thể chịu đựng sức nặng của một người nằm thu mình trên đó như một tấm phản nhỏ nổi lên bền để mặc sóng xô đẩy. Bây giờ cả hai chị em bám vào đành phải dìm thân xuống nước để nó không bị chìm. Chúng tôi thay phiên nhau đạp. Thời gian của mỗi lần vùng vẫy đôi chân cứ thu ngắn dần cho tới khi Nhung đạp được một lúc lâu, chợt nó kêu oái lên một tiếng thật to. Tôi hốt hoảng hỏi, em làm sao vậy? Nhung run rẩy, cặp môi thâm tím nói không ra hơi. Chân em bị vập bẻ chị ơi. Vậy cưng đừng cử động nữa, để mình chị đạp cho. Tôi vận dụng sức lực còn lại của đôi chân đạp mạnh. Trung quanh chúng tôi biển vẫn một màu đen ghê rợn. Sớp đã liệm tắt từ lâu, tôi chẳng nhìn thấy gì. Trước mặt mình, tiếng gió vi vu bên tai nghe lạnh lùng, xa vắng như từ một cõi âm nào đó vọng về. Phải chăng đó là tiếng mời gọi của những linh hồn vừa bị chìm sâu trong đại dương kêu gọi chúng tôi nhập đoàn với họ? Một lúc sau, tiếng nói của Nhung hỏi tôi, chị mệt lắm không? Tôi cố thở thật nhẹ để Nhung đừng biết tôi đã gần đuối sức. Không, chị còn chịu được mà. Chị ơi, em vô dụng quá, ba má biểu em đi để giúp đỡ chị, bây giờ thì... Nhung bỏ lỡ câu nói, giọng nói của em tôi nghẹn ngào, dường như nó đang khóc. Tôi cố lấy giọng thật bình tĩnh để khích lệ tinh thần nó. Can đảm đi em, chúng mình cầu nguyện với trời, với ông nội, bà ngoại, với những người trong ghe mới chết chìm trong biển, họ sẽ cứu mình đó em. Chị tin người chết có thể cứu được người sống à? Được chứ, nếu họ nghe thấy lời mình cầu nguyện. Họ không quen thân với mình, lỡ họ không thèm cứu mình thì sao chị? Tôi hơi ngạc nhiên trước những câu hỏi ngây thơ phát ra từ miệng cô gái đã trưởng thành như Nhung. Nhưng nghĩ có lẽ đây chỉ là những phản ứng tự nhiên của con người khi lâm vào hoàn cảnh quá tuyệt vọng mà thôi. Tôi trả lời với giọng đầy tin tưởng. Nếu họ không cứu mình, thì mình cầu ông bà của mình. Ông bà nội, ông bà ngoại khi còn sống thương chị em mình lắm, Nhung nhớ không? Nhớ, nhưng họ ở xa mình quá, làm sao nghe thấy tiếng cầu xin của mình hả chị? Tôi im lặng vì quá mệt, không còn hơi sức để nói nữa. Hơi thở tôi phì phò nghe thật rõ, hòa lẫn với tiếng ngất nghẹn ngào của em gái tôi. Thôi, cứ để cho nó khóc. Nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi lo sợ trong lòng của nó. Tiếng Nhung nức nở. Chị Lụa ơi, chị cầm giúp em gói này đi. Tôi chưa kịp trả lời, chợt có vật gì cầm cầm chạm vào lưng bàn tay tôi, khiến tôi giật mình sờ lại, nhận ra tay Nhung vừa đưa cho tôi gói nữ trang của nó. Tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao em không giữ lấy trong người? Không, em muốn đưa cho chị. Tôi mắng nó. Em không biết gì cả, ba má giao cho mỗi đứa một gói giữ trong người phòng hờ có lạc nhau cũng có tiền mà xài. Nịch ngực của em bị đứt dây rồi, em sợ nó rơi xuống biển. Tôi giơ tay nắm lấy gói giấy nhét vào trong ngực của mình, rồi mỉm cười chua chát. Tiền bạc bây giờ đối với chúng tôi còn ý nghĩa gì nữa đâu. Chợt Nhung nấc lên, òa khóc to hơn khiến tôi hốt hoảng. Bộ chân em đau lắm hả? Nhung không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nó nấc lên. Chị Lụa, em thương chị lắm, chị biết không? Nếu em có làm gì chị buồn, chị hãy tha thứ cho em nghe chị. Tôi cũng bật lên tiếng khóc. Nhung, chị thương em lắm. Chị chẳng bao giờ giận em điều gì cả. Từ nay hai chị em mình mãi mãi bên nhau nghe em. Nếu có chết, chị em mình cùng chết với nhau tại nơi này. Không, mình còn ba má, chị phải sống. Tôi nấc lên nghẹn ngào, mở lời an ủi em gái tôi, nhưng tôi không nghe thấy tiếng nó khóc nữa. Miếng ván nơi tay tôi bỗng nổi nhanh lên mặt nước, kéo theo thân người tôi nhô cao. Tôi
Tôi vô cùng ngạc nhiên rồi chợt lạnh người chồn tay qua phía nhung sờ quờ quạng để tìm mò nó. Nhưng em tôi không còn ở đó nữa. Tôi bỗng gào to lên: Nhung ơi! Nhung ơi! Tôi quờ quạng chân tay trong nước biển để tìm em. Miệng tôi gào to nữa để gọi nó, nhưng chung quanh tôi không có một tiếng đáp ngoài âm thanh vi vu của gió biển và tiếng sóng xô nhẹ vào tấm ván. Tôi đau đớn tận cùng, khóc không thành tiếng. Nhung ơi! Tại sao em lại làm như vậy? Em muốn chôn vùi thân xác bất hạnh của mình, mang theo những ước mơ thật tầm thường của người con gái vào lòng đại dương để hy sinh cho chị sống. Nhung ơi, tội nghiệp em, đứa em gái xấu số của chị. Đâu ngờ, những câu nói ngây ngô của em là chuẩn bị cho việc làm táo bạo này. Em không nghe chị nói là nếu có chết, chị em mình cùng chết với nhau sao? Em đã tự ý bỏ đi để chị ở lại một mình trong vùng biển bao la hải hùng này. Em có biết là dù có hưởng trọn tấm ván, chị cũng sẽ chết dần, chết mòn vì đói khát không em? Tôi gục đầu xuống tấm ván, tức tưởi khóc. Nhung ơi, em lầm rồi, chị đã dối gạt em. Những linh hồn đã chết chẳng bao giờ có thể giúp được người sống. Họ không thể trở về dương gian để làm những phép lạ. Chị hiểu em muốn chết đi để biến thành một linh hồn siêu phàm đưa chị vượt đại dương tới một bến bờ bình yên nào đó, phải không em? Em lầm, chị lầm và cả nhân loại trên thế gian này đều lầm hết. Người chết là hết. Một khi đã dứt bỏ thế gian khổ ải này, chẳng bao giờ họ muốn nán lại đây phút giây nào để mà trả thù hay báo oán những kẻ đã hại chết đời họ. Bởi thế, những tên bạo quyền tàn ác mới còn sống phè phỡn ung dung trên xương máu của người dân vô tội. Nhung ơi, có lẽ giờ này em đã tìm thấy chốn thiên đàng và thấy rằng chết là một sự giải thoát, cởi bỏ được thân xác cát bụi cho linh hồn được thảnh thơi, phải vậy không em? Nếu đúng như thế, đừng cứu chị nữa, hãy để chị đi theo em nghe cưng. Tôi cố trườn lên miếng ván nằm co quắp, lả người trong mệt mỏi chán chường. Sóng đưa đẩy miếng ván dập dềnh, tôi mệt mỏi thiếp đi trong cơn ác mộng chập chờn. Trời sáng dần, tôi tỉnh lại đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn quanh để tìm em tôi, nhưng chẳng thấy gì ngoài vùng nước biển xanh ngát bát ngát. Buổi trưa, trời nắng gắt, đôi môi tôi khô quắt. Tôi giơ bàn tay vóc một miếng nước biển đưa lên miệng nhấp thử. Nước mặn chát càng khiến cho tôi khát thêm. Trời sẫm tối, gió lạnh bắt đầu thổi. Đói khát, tôi nằm co quắp như con tôm trên tấm ván, mặc cho sóng biển đẩy đưa. Nếu có ngọn sóng lớn nào làm hất nghiêng miếng ván, tôi cũng đành buông xuôi cho tử thần mang đi mà thôi. Bồng bềnh không biết bao lâu, trong trạng thái giật giờ nửa mê nửa tỉnh, chợt nghe tiếng máy ghe nổ bên tai, rồi có tiếng nói lao xao. Phải rồi, chiếc ghe của tôi đó, những linh hồn bị chết oan trong đó, có em gái tôi đang trở lại để đón tôi. Tôi lại thiếp dần trong cơn mê sảng, cho đến khi có ai đó tạt nước lạnh vào mặt, tôi mới mở tròn mắt ra, há miệng uống ừng ực dòng nước mà họ đang đổ vào mặt tôi. Nước tràn cả vào mắt, tôi nhắm nghiền mắt lại, uống no nê dòng nước ngọt mát rượi đang tưới vào từng tế bào khô héo trong cơ thể tôi. Nước ngừng đổ, tôi mở mắt ra, giật mình, nhận ra một đám đàn ông đen đủi, gương mặt hung ác, đang ngồi bu quanh tôi đồng loạt cười rộ thích thú khi thấy tôi gượng chống tay ngồi dậy trong sợ hãi. Tôi nhìn xuống thân thể mình, trời ơi, chẳng còn mảnh vải nào che thân cả. Tôi hoảng hốt co rúm người lại, kinh hoàng đến tột độ khi thấy mình đang ngồi trên vũng máu lênh láng nơi sàn ghe. Tôi nhìn bọn đàn ông cởi trần, đứa mặc quần đùi, có đứa chỉ mặc khố bẩn thỉu, nhìn tôi như giễu cợt, nói với nhau bằng ngôn ngữ gì đó tôi không hiểu được, nhưng trí thông minh cho tôi biết rằng tôi đang lọt vào tai bọn hải tặc. Tôi bỗng đứng vùng dậy, toan bỏ chạy, nhưng những bàn tay thô bạo, rắn chắc đã chụp lấy chân tôi giữ lại. Tôi vùng vẫy la hét, bọn chúng xách tứ chi tôi lên như khiêng một con vật đưa xuống dưới khoang ghe
vất nằm tại đó cùng với bộ quần áo ướt của tôi. Chúng bỏ lên, đóng nắp hầm lại. Tôi lồm cồm ngồi dậy mặc quần áo vào. Bộ quần áo ướt lành lạnh khiến tôi rùng mình. Tôi cảm thấy bụng dưới đau quặn lên, máu vẫn ứa ra, ướt đẫm đũng quần. Tôi bỗng ôm mặt, òa lên khóc. Gương mặt dịu hiền của mẹ tôi chợt hiện ra trong trí. Má ơi, con đã trở thành đứa con bất hiếu của má. Con chẳng cứu được mạng sống của em, bây giờ cũng chẳng còn giữ được thân xác mình cho trong sạch. Tôi lặng người đi, nức nở trong tiếng rì rào của biển vang vọng từ bên ngoài như tiếng rên rỉ khóc than. Nhung ơi, hồn em có lẩn khuất nơi đại dương, hãy đến đây dắt chị đi. Theo em với, chị sợ lắm. Đừng để chị phải chịu đựng thêm những nỗi kinh hoàng trên chiếc ghe này. Sóng biển nhòi chiếc ghe nghiêng ngả, tôi gặp người xuống chịu đựng cơn đau đang hành hạ nơi bụng, rồi lại ngất đi. Những hôm sau đó, tôi đã trở thành một nô lệ, nói đúng hơn, một con vật cho bọn chúng hành hạ thân xác. Tôi đã ngất đi rồi tỉnh lại trong tiếng cười nang rợ của lũ yêu tinh. Chúng nuôi tôi như một con chó, ngày ngày chúng đùa cợt, hành hạ, đánh đập tôi để thỏa mãn những thú tính bệnh hoạn của chúng. Chẳng tên nào tỏ lòng nhân đạo thương xót thân thể tàn tạ đau đớn của tôi khi những vết thương chúng đã gây ra làm tôi nhiễm trùng lên cơn sốt. Chẳng tên nào cho tôi một viên thuốc uống để giảm cơn đau. Đũng quần tôi không lúc nào khô, tôi không còn đứng dậy, bước đi hay ngồi lên được. Dù tôi đã nằm bẹp như một người sắp chết, người hoi hám gớm ghiếc, bọn chúng cũng không tha. Có lẽ chúng muốn hành hạ tôi cho đến chết để vứt xác xuống biển. Vào một đêm, chúng vứt tôi lên ghe, chở đến một vùng biên giới nào đó, giam tôi trong một căn nhà. Người ta cho tôi ăn uống tử tế. Suốt mấy hôm liền, không có tên hải tặc nào xuất hiện hành hạ tôi nữa. Người săn sóc tôi là một người đàn bà Thái Lan, ngôn ngữ bất đồng nên tôi không biết họ đang toan tính chuyện gì. Mấy hôm sau, sức khỏe của tôi bình phục, người đàn bà đem lại cho tôi một bộ quần áo đẹp bảo tôi thay. Sau đó tôi được chở đến một nơi khác, có những phòng ngủ tươm tất, có rất nhiều cô gái trẻ như tôi son phấn lòe loẹt, bên cạnh là những tên ma cô mặt mũi hung dữ, luôn canh chừng. Họ nói ngôn ngữ gì tôi không hiểu, nhưng nhìn cách sinh hoạt có đàn ông ra vào tấp nập các phòng, tôi biết mình đã rơi vào một ổ điếm. Biết được số phận mình, tôi đành nhắm mắt đưa chân. Mỗi ngày phải tiếp những gã đàn ông đủ mọi hạng, mọi quốc tịch, nhưng chẳng có ai nói tiếng Việt để tôi nhờ cứu cả. Tôi sống như một người câm. Có ngày tôi tiếp hơn 20 khách, cơ thể tôi mệt mỏi rã rời. Những hôm gặp khách khó tính, phàn nàn với chủ điều gì đó, tôi bị bọn ma cô đánh đập, tàn nhẫn, phạt nhịn đói. Tôi nhẫn nhục chịu đựng, nuôi hy vọng tìm cách trốn khỏi nơi đó, nhưng chưa thoát được, tôi đã bị chứng bệnh giang mai. Bọn ma cô không thèm chữa trị cho tôi. Một hôm, chúng bán tôi cho một nhà giàu ở Trung Quốc. Chúng đẩy tôi lên, nhốt trong một chiếc xe vận tải bích bùng, với túi bánh mì khô và căn nước. Ngoài ông già lái xe còn có một tên mặt hung ác đeo súng trường giải tôi đi. Xe chạy ròng rã suốt mấy ngày đêm. Một ngày xe dừng lại tại bìa rừng, tên cầm súng mở khóa cho tôi xuống làm vệ sinh rồi lại nhốt tôi vào. Trong cuộc hành trình vô định đó, tôi đã khóc nức nở khi nhớ đến Nhung, đến cha mẹ tôi. Ba má ơi, không biết bây giờ nơi quê nhà, ba má ra sao, khỏe mạnh hay đau yếu. Bao năm trời trôi qua, không biết tin tức gì chúng con. Chắc ba má nghĩ là chúng con đã chết hết. Nhưng ba má đâu có ngờ, chỉ có em con là Nhung mới được diễm phúc thoát nợ trần. Còn con đang phải chịu kiếp tha hương đọa đầy thống khổ. Cơ thể tôi mệt mỏi rã rời, tôi không biết bọn chủ chứa Thái Lan bán tôi cho ai. Già hay trẻ, hiền lành hay hung ác, họ mua tôi để làm gì? Làm nô lệ xác thịt cho bọn đàn ông, hay làm đầy tớ không công, bị hành hạ, đánh đập, tàn nhẫn như bao người phụ nữ Việt Nam đã xa chân
vào hoàn cảnh như tôi. Tối hôm đó, chiếc xe đến nơi, chỗ tôi ở chẳng phải là khu nhà cửa khang trang giàu có như bọn họ nói. Tôi bị nhốt trong kho rơm ngoài cánh đồng hoang, nằm vật trên đống rơm thiếp đi, cho đến khi cảm giác như có ai đè lên người. Tôi giật mình tỉnh giấc nằm bất động trong đêm tối. Thân xác tôi còn gì đâu nữa mà khảng khoáng. Tôi hiện là con vật để người khác mua vui. Chắc đây lại là người đàn ông đã bỏ tiền mua tôi về. Tôi buông thõng hai tay chịu đựng, không màng đến lớp mồ hôi hay chất nước gì đó tanh tanh, nhơn nhớt từ thân người đàn ông dính vào da thịt tôi. Một lúc sau xong việc, người đàn ông lặng lẽ rút lui khỏi căn phòng. Tối đen như mực, tôi chỉ nghe tiếng gút của gã nện không đều trên nền xi măng. Hôm sau, một bà cụ già mang cho tôi mấy củ khoai luộc và lu sành đựng nước mưa để uống. Tôi không biết nói tiếng Hoa nên không thể hỏi được bà ta điều gì. Bà cụ bỏ đi. Màn đêm lại buông xuống, ánh trăng tròn chiếu qua những lỗ thủng trên mái tôn, rọi lên đống rơm những đốm sáng lờ mờ. Tôi lại nằm nghỉ miên man, chợt tiếng guốc khập khểnh của người đàn ông tối hôm qua lại tới, cửa lại mở, dưới ánh trăng vằn vặt. Tôi kinh hoàng khi nhận ra người đàn ông bị cùi, gương mặt lở lét, nước nhờn trên mặt gã lấp loáng dưới ánh trăng. Tôi rụng rời tay chân nằm bất động. Gã cùi bước vào liều, khép cửa lại, kéo tôi ra giữa đống rơm. Mùi tanh tưởi khiến tôi lợm giọng, phát nôn ọa. Tôi chợt vùng dậy bỏ chạy, gã cùi giật mình, vội nhào tới ôm chặt lấy người tôi. Tôi vùng vẫy cố xô thân hình nhấp nhúa ra để chạy. Gã cùi cào cấu và cắn vào tay tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ngã ngửa xuống đất, rồi tông cửa chạy thục mạng, bất kể đôi bàn chân không giày dép đạp lên sỏi đá gai góc bật máu tươi. Cho đến khi mệt lả người, dừng chân nghỉ, tôi đã nôn ọe không biết bao nhiêu lần vì hình hài gớm ghiếc của gã cùi ám ảnh trí tôi. Tôi đã bị lạc trong rừng, đói khát nhiều ngày, ăn sâu bọ ếch nhái để mà sống. Những mụn lở trên người tôi lan rộng, mương mủ và lét dần ra. Tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi từ những vết mụn lở lói nơi mặt và lỗ tai của mình. Khi tôi ra khỏi cánh rừng, những người tiều phu đầu tiên nhìn thấy tôi đều hoảng sợ. Tôi bỏ chạy, soi mình dưới suối và hãi hùng khi nhìn thấy gương mặt lở lói ghê tởm của mình. Người ta báo công an Trung Quốc đến bắt tôi, đưa vào trại cùi chữa trại. Một tháng sau, công an lại tới hỏi cung tôi. Họ yêu cầu trại cùi canh giữ tôi cho đến khi tạm lành bệnh sẽ trả tôi về Việt Nam. Tôi lo sợ tìm cách trốn chạy, đi thật xa đến một làng đánh cá hẻo lánh. Ở đó có rất nhiều ăn mày, cho nên công an chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Tôi đã trở thành người ăn mày dơ bẩn nhất trong đám ăn mày ở chợ. Tôi không còn mang hình dạng con người nữa. Hai lỗ mũi trống rỗng và bàn tay trái đã cụt ngón gần hết, khiến người ta ghê tởm xua đuổi tôi. Người ta dành cơm thừa canh cặn để nuôi những con heo, con chó hơn là muốn cho tôi ăn để sống. Mặc cho người ta xua đuổi, đánh đập, tôi vẫn lần mò vào các chợ ăn xin, lục lọi những đống rác để nhặt những rau cỏ hư thối, hay đến bến cá nhặt những con cá ương. Phơi mình trên bãi cát ăn ngấu nghiến để sống qua ngày. Người ta đã không cho tôi ở trong xóm. Vài người từ tâm đã chỉ cho tôi một túp liều tranh tồi tàn, bỏ hoang trên ngọn đồi cát xa hẳn dân làng để trú mưa nắng. Nhiều đêm nằm trong túp liều dột nát, nghe tiếng sóng im ả như lời ru của biển, tôi lại nhớ đến em gái tôi. Nhung ơi, không biết giờ này Hồng em đã về cực lạc hay còn quanh quẩn bên chị để cùng khóc cho cuộc đời của những người con gái bất hạnh như chị em mình. Ba má ơi, nếu số phần con chắc kiếp trước đã gây lên nhiều tội lỗi, bây giờ trời bắt con phải đền trả. Hãy tha lỗi cho con tội bất hiếu không còn được cơ hội phụng dưỡng cha mẹ để cho con được yên lòng, chờ đợi ngày tàn của đời con.
đời của một đứa con gái đau khổ đã trót sinh ra làm người dưới một ngôi sao xấu. Tôi đã nghĩ đến tự vẫn cho xong một kiếp người bất hạnh khốn cùng, nhưng trước khi chết, tôi muốn viết lại những dòng đầy nước mắt này, bỏ vào chai không, thả trôi ra biển Đông, mong rằng nó may mắn được một chiếc tàu nào đó của thế giới tự do vớt lên cho vào và cho phổ biến để nhân loại hiểu và thương những thiền nhân Việt Nam trên đường vượt biển đã chịu biết bao tai ương thống khổ chỉ vì muốn đổi lấy hai chữ tự do, để thế giới mũi lòng gian tay cứu vớt những người bỏ nước ra đi như tôi. Xin vĩnh biệt mẹ cha và quê hương yêu dấu, một thiền nhân bất hạnh lụa. Thật tình là Vân cũng không biết tác giả Thi Vũ Thảo Yên lấy được cái câu chuyện này từ cái chai của cô lụa thả trôi ra biển để kể về nỗi khổ của một thiền nhân này từ đâu. Nhưng mà cái câu chuyện này thương tâm quá. Xin lỗi quý vị vì Vân đã rất là xúc động khi mà đọc cái câu chuyện này. Tập 10 của câu chuyện kết thúc. Vân không có đủ can đảm để đọc tiếp. Bây giờ Vân xin tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Vân sẽ tiếp tục câu chuyện vào những ngày khác. Và Vân xin chúc cho mọi người thật bình an. Đừng ai lâm vào cái cảnh khổ như cái cô gái trong câu chuyện này. Vân xin chào.